Từ việc lúc đầu đi săn châu chấu về cho gia cầm ăn thì vài năm gần đây, châu chấu trở thành món nhậu đặc sản thu hút nhiều người. Việc bắt loại côn trùng này trở thành một nghề kiếm sống của người dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Theo ghi nhận, sau vụ thu hoạch trên các cánh đồng ở Nghệ An, có nhiều nhóm người đi xe máy căng lưới để săn châu chấu. Đồ nghề bắt châu chấu khá đơn giản, họ dùng một mảnh lưới dài chừng 100m căng theo hình chữ U một sợi dây thân dài vài chục mét, một số gậy tre trên đầu buộc bao ni lông. Châu chấu thường đậu dưới các gốc trạ. Khi kéo dây trên ruộng, những chiếc dây tạo ra tiếng động làm châu chấu bay vào bẫy đã căng sẵn. Với cách này, một lần như vậy có thể kiếm được trên chục kg. Châu chấu sau khi bắt được thường lái thu mua với giá dao động từ 90.000 đến 120.000 đồng một kg. Tùy loại, mỗi người bỏ túi từ vài trăm đến một triệu đồng mỗi ngày châu chấu nhỏ được thu mua làm thức ăn cho chim châu chấu lớn được thu mua để bán cho các nhà hàng dân sành ăn rất thích món này